Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nữ mạng. Tuổi Giáp Thân có nhiều triển vọng trong cuộc đời, số có phúc đức và được hưởng sự giàu sang phú quý. Nhìn chung tuổi này cuộc sống bình ổn và không quá lên cao mà cũng không có bị xuống quá thấp. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn của cuộc đời thì lại có những điểm cần phải bàn luận và lưu tâm khác nhau. Những điều mà Phong Thủy Gia Cát sắp chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ dựa trên số tuổi, cung mệnh và giới tính của quý vị để có thể phân tích luận giải một cách chính xác nhất. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Gia chủ 2004 nữ mạng có cung mệnh thuộc cung Khôn, mạng tuyền trung thủy, nước trong giếng, xương con khỉ, tướng tinh con heo, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tuổi Giáp Thân 2004 nữ mạng qua cuộc đời mình ở bài thơ sau. Giáp Thân mạng thủy số này, nước ở trong giếng họ Đồn chẳng sai, nếu nàng xanh đặng thu đông, giàu nghèo cũng sướng bởi sinh thuận mùa. Xuân hạ xanh đặng cực vần, như cây rụng lá, như cua gãy càng, lũi xanh vất vả bần hàn, không ai nương tựa ngó ngàng đến ta, số cô trắc trở tư bề, vợ chồng xung khắc thế mà đông con, lỗi xanh ăn ở thẳng ngay, Phật trời chẳng độ, khó lòng làm nên, số này tiền của có thừa, nếu mà đức tốt cuộc đời giàu sang. Tổng quan, tuổi Giáp Thân có nhiều lần thay đổi về cuộc sống, số có phần lên cao về công danh, nếu có theo đuổi về vấn đề này. Tiền vận có nhiều triển vọng trong tài lộc, công danh hạnh phúc, tình duyên, hậu vận thì an nhàn sung sướng. Vào trung vận, công danh có phần lên cao và có khả năng đạt thành tựu về chức phận. Tóm lại, tuổi Giáp Thân có nhiều triển vọng trong cuộc đời, số có phúc đức và được hưởng sự giàu sang phú quý. Nhìn chung tuổi này cuộc sống bình ổn, không quá lên cao mà cũng không xuống quá thấp. Số hưởng thọ trung bình từ 59 đến 68 tuổi, dự đoán ở mức tối đa. Nhưng nếu có làm nhiều việc phúc đức thì tuổi thọ tất nhiên sẽ được gia tăng. Để cuộc sống hôn nhân vận hành thuận lợi, hanh thông, quý vị gia chủ nên mang bên mình Bát Bảo Tâm Kinh, Pháp Khí Phong Thủy, Chiêu Phúc Nạp Tài, Khai Vận Đại Cát, được thiết kế hoàn toàn dựa trên biểu tượng và kinh Phật. Bát Bảo Tâm Kinh mang đến sức mạnh Phật Pháp to lớn. Mặt trước là 8 Pháp Bảo của Đức Phật với những ý nghĩa như sau. Bánh xe Pháp Luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo Bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng Phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp quan vua, tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo Cái, đây là biểu tượng cho quý nhân sự phú quý. Pháp Loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô Tận Kết Bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch Liên Hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song Ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên, địa và nhân. Vòng trong cùng sẽ khắc bộ lục tự Đại Minh Chú Umanipat Mehom là công nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mà sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế của hình ảnh đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát để mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, mang lại bình an, cát lành cho người sử dụng. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Chúc quý vị gia chủ hữu duyên sở hữu được vật phẩm và mọi sự đều được ứng nghiệm tốt lành. Trên đây là phương diện cuộc sống của Giáp Thân sinh năm 2004. Về tình duyên, tuổi này cần phải chú ý một số vấn đề sau. Câu chuyện tình cảm của bạn thường không đi đúng với sở nguyện và ý tưởng của mình, có nhiều đau thương về vấn đề này. Trong lòng bao giờ cũng có những u buồn len lỏi, thế nên gặp nhiều chuyện không may về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Tuy nhiên, tuổi Giáp Thân đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc chia làm 3 trường hợp như sau. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời của bạn có 3 lần thay đổi, đó là vào những tháng 4, 9 và 12 âm lịch. Nếu sanh vào những tháng này, cuộc đời bạn phải có 2 lần thay đổi, đó là vào những tháng 1, 2, 5 và 10 âm lịch. Còn nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời của bạn hoàn toàn hạnh phúc, không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sinh vào những tháng 3, 6, 7, 8 và 11 âm lịch. Trên đây là những diễn tiến cuộc đời của bạn qua vấn đề tình duyên và hạnh phúc, căn cứ theo ngày tháng năm sinh. Thứ 3, về gia đạo công danh.
Về phần gia đạo, bạn được yên hòa và có nhiều may mắn, cuộc sống êm đềm, công danh có phần sáng tỏ và lên cao nếu có theo đuổi vấn đề này. Phần sự nghiệp sẽ hoàn thành vào số tuổi 30 trở đi và tiền bạc, bạn được nhiều may mắn và có nhiều triển vọng tốt đẹp, rất dễ dàng có được tiền bạc. Thứ 4, xét tuổi hợp làm ăn. Trong chuyện làm ăn hợp tác hay giao dịch về vấn đề tiền bạc, bạn nên lựa chọn tuổi hợp với mình mới có thu hoạch nhiều kết quả về tài lộc, tình cảm lẫn công danh. Nếu muốn làm ăn, giao dịch tiền bạc khỏi sợ thất bại, bạn nên hợp tác hay cộng tác với một số tuổi, đó là Giáp Thân, Đồng Tuổi, Mậu Tý, Canh Dần. Những tuổi này rất hợp về chuyện làm ăn với tuổi Giáp Thân nên hợp tác với những tuổi trên sẽ có lợi và phát đạt về tài lộc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên mang theo bên mình vòng tam hợp Thân, Tý, Thìn để hộ thân, phù trợ cho mình trong những công việc và cuộc sống. Vòng tam hợp Thân, Tý, Thìn là vật phẩm được thiết kế và gia trì công năng chuyên biệt dành cho các quý vị gia chủ tuổi Thân, Tý, Thìn nhằm tăng cường các vận, bảo trợ thân chủ, mang lại những điều may mắn và thuận lợi. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên mã não màu đỏ có khắc hình ba linh vật Thân, Tý, Thìn mang năng lượng hội tụ chiêu đón quý nhân tiền tài cho thân chủ. Đồng thời, nhờ sức mạnh của tam hợp quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ xung quanh, chiêu đón những người tốt giúp đỡ bạn. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long Thân, Tý, Thìn cũng cần phải được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng, theo tuổi để có thể phát huy công năng tối đa tương hỗ cho từng gia chủ. Thứ 5, lựa chọn vợ chồng. Trong việc lựa chọn hôn nhân và hạnh phúc, muốn có được sự giàu sang phú quý, tiền bạc dồi dào, bạn nên kết hôn với các tuổi sau. Đó chính là Giáp Thân, Mậu Tý, Canh Dần, Quý Tỵ, Nhâm Ngọ và Tân Tỵ. Nếu bạn kết duyên với những tuổi sau đây thì trong cuộc sống bạn chỉ có thể tạo dựng được một cuộc sống trung bình, đó là nếu kết hôn với các tuổi Bính Tuất, Nhâm Thìn. Hai tuổi trên chỉ hợp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc nên cuộc sống chỉ luôn ở mức trung bình. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này, đời sống của bạn sẽ trở nên nghèo khổ, bần hàn, làm ăn khó khăn, suốt cuộc đời chỉ trong cảnh nghèo khổ, bần hàn mà thôi. Đó là các tuổi Kỷ Sửu, Quý Mùi. Những tuổi trên không hợp với tuổi của bạn về tình duyên và cũng không hợp về đường tài lộc, cho nên cuộc đời của bạn sau khi kết hôn sẽ luôn sống trong cảnh khó khăn, nghèo khổ. Có những năm mà bạn không nên kết hôn vì kết hôn sẽ gặp cảnh xa vắng giữa cuộc đời, đó là vào những năm ở vào số tuổi 20, 26, 32, 44 tuổi. Những năm này kết hôn, bạn phải chịu xa vắng đau khổ về việc lấy chồng. Nếu bạn sinh vào những tháng này, cuộc đời của bạn sẽ có nhiều chồng hay số đa phu, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch. Thứ 6, tuổi Đại Kỵ. Trong cuộc đời, việc kết duyên cũng như trong việc làm ăn và hợp tác về vấn đề tiền bạc, bạn không nên hợp tác hay làm ăn với những tuổi này, vì những tuổi này là những tuổi đại xung. Nếu kết duyên hay làm ăn, bạn sẽ gặp phải cảnh tình trạng ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi Ất Dậu, Đinh Hợi, Tân Mão, Đinh Dậu, Kỷ Hợi và Kỷ Mão. Không nên kết hôn hay làm ăn với những tuổi trên. Gặp tuổi Kỵ trong việc làm ăn thì không nên giao dịch tiền bạc, trong vấn đề hôn nhân tình duyên thì không nên làm lễ. Thứ 7, năm khó khăn nhất. Tuổi Giáp Thân. Có những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn không nên hợp tác, làm ăn, cũng như là cuộc đời của bạn sẽ có rất nhiều những khó khăn về vấn đề tiền bạc hay tình duyên cũng không được như ý. Đó là vào những năm bạn ở vào số tuổi 24, 28, 32, 36 tuổi. Những năm này nên đề phòng tai nạn, bệnh tật, có hao tài. Thứ 8, ngày giờ xuất hành tốt nhất. Tuổi Giáp Thân xuất hành vào những ngày giờ sau đây sẽ có nhiều thuận lợi, việc làm ăn được nhiều kết quả tốt đẹp. Đó là vào giờ chẵn, tháng lẻ, ngày chẵn. Xuất hành theo như trên sẽ gặp nhiều may mắn cát lành. Cuối cùng, xin mời quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nữ mạng cùng nghe diễn biến từng năm cuộc đời của mình theo các mốc tuổi sau đây. Từ 18 đến 22 tuổi. Năm 18 tuổi, coi chừng những sự lợi dụng về vấn đề tình cảm của người khác. Kỵ đi xa, có hại. Và những mối tình của năm 18, 19, 20 tuổi đều chỉ là những mối tình thoáng qua, mặc dù khá đẹp. Năm 20 tuổi, có thành công khá rõ rệt về vấn đề công danh.
Năm 20 tuổi, có thành công khá rõ rệt về vấn đề công danh như thi đậu hoặc kiếm được một vị trí công việc ổn định có thu nhập tốt. Người yêu lý tưởng và mối tình lớn của đời bạn sẽ xuất hiện vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 6 âm lịch của năm 21 tuổi nhân một cuộc họp gặp mặt đông người. Năm 21 tuổi là năm bạn rất hợp với những chỗ đông người, tài lộc khá. Bạn có thể bất ngờ kết hôn vào đầu năm 22 tuổi và sẽ có hạnh phúc toàn vẹn. Năm 22 tuổi là năm rất vượng phát về vấn đề tình cảm. 23 tuổi đến 30 tuổi, năm 23 tuổi có nhiều xui xẻo nên cẩn thận vào những tháng 10, 11. Toàn năm sự làm ăn không được nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 24 tuổi, năm này khá tốt, việc làm ăn phát triển, tài lộc dồi dào, đường công danh có cơ hội lên cao. Năm 25 tuổi, năm trung bình, hạp đi xa làm ăn có nhiều lợi lớn. Năm 26 tuổi, năm này bạn nên cẩn thận về đường tài lộc, cuộc sống có phần lên cao và hoàn toàn đầy đủ, có nhiều hay đẹp trong cuộc đời, thành công hoàn toàn về vấn đề tài lộc như cuộc đời, có thể thành công to tát về đường danh vọng. Năm 27 tuổi, năm này có nhiều vượng phát, mạnh mẽ về tài lộc cũng như về cuộc đời. Năm 28 tuổi, khá tốt đẹp vào tháng 2, tháng 3, những tháng khác bình thường, coi chừng bệnh hoạn hay hao tài tốn của vào tháng 10 hay 11. Năm 29 tuổi, toàn năm đều xấu, chỉ trừ tháng 7 có tài lộc đôi chút. Năm 30 tuổi, năm này có bệnh vào những tháng 6, 8, 9, kỵ đi xa hay giao dịch về tiền bạc không được tốt. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, năm 31 có nhiều hay đẹp về tình cảm cũng như về làm ăn, gia đạo có phần rối rắm. Vào tháng 4 thì hao tài, cẩn thận tháng 5 có đau bệnh, ngoài ra những tháng khác trung bình. Từ năm 32 đến 35 tuổi được bình thường. Năm 36 đến 40, năm 36 tuổi khá tốt đẹp, cuộc đời có lên cao, cuộc sống hoàn toàn đầy đủ. Năm 37 tuổi, năm này được khá, mọi công việc làm ăn hay giao dịch về tiền bạc có kết quả tốt đẹp. Năm 38 tuổi, hơi xung kỵ tuổi, phần tài lộc không được như ý, phần tình cảm cũng có nhiều sứt mẻ. Năm 39 tuổi, năm trung bình, cuộc sống có phần tốt đẹp về tài lộc cũng như về cuộc đời, nên cẩn thận về công việc nghề nghiệp lẫn tình cảm và tiền bạc. Năm 40 tuổi, năm có nhiều hy vọng tốt đẹp về sự nghiệp cũng như tiền bạc. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi, năm xấu, không nên giao dịch tiền bạc hay làm ăn lớn. Năm 42 tuổi, năm này có nhiều điều tốt đẹp về tiền bạc cũng như cuộc sống có phần lên cao. Năm 43 tuổi, năm này bạn nên cẩn thận, cuộc sống có phần sung túc vào những tháng 3 và 4, những tháng cuối năm xấu, có bệnh hoạn, hao tài tốn của. Năm 44 tuổi, không nên đi xa làm ăn thì có lợi. Năm 45 tuổi, năm này không tốt đẹp cho mấy, đời sống không thỏa mãn và sung sướng, nhiều lo nghĩ, đau buồn. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 46 tuổi, năm này có nhiều tốt đẹp trong sự làm ăn cũng như phần gia đạo công danh và tài lộc có kết quả tốt đẹp. Năm 47 tuổi, năm này rất tốt, phần tài lộc và tình cảm đều có phần vượng phát, trừ những tháng cuối năm. Năm 48 tuổi, năm này có nhiều buồn hơn vui nên cẩn thận vào tháng 9, coi chừng có đại nạn hay gặp nhiều tốt đẹp về công danh nghề nghiệp. Năm 49 tuổi, đầy đủ và tạm sống được, năm này không có quá nhiều may mắn. Năm 50 tuổi, năm này làm ăn phát đạt. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi, 51 tuổi, năm này có nhiều tốt đẹp về tình cảm, cuộc sống có phần nghiêng ngửa, tài lộc suy yếu rõ rệt. Năm 52 tuổi, năm này tạm được, tài lộc và tình cảm chỉ ở mức độ bình thường. Nếu lo toan, làm việc, nhiều việc bê bối thì tất nhiên là sẽ bị ảnh hưởng xấu. Năm 53 tuổi, năm này không được tốt đẹp cho lắm nên cẩn thận về bổn mạng cũng như về cuộc sống, không nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc. Năm 54 tuổi, năm này có nhiều triển vọng tốt đẹp về tình cảm, phần con cái, có phát triển về công danh cũng như sự nghiệp và tình cảm. Năm 55 tuổi, năm này có nhiều phúc đức mới vượt qua được đại nạn vào tháng 8, đại xung khắc mùa đông, bổn mạng có phần suy kém vào mùa này. Từ năm 56 đến 60 tuổi, năm 6 tuổi, năm này có nhiều phiền phức trong cuộc đời. Năm 7 tuổi, năm này bình thường, toàn năm bổn mạng vững, không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời. Năm 58 và năm 9 tuổi, năm 8 tuổi, đại kỵ mùa thu, năm 9 tuổi, đại kỵ mùa đông, nên cẩn thận bổn mạng. Năm 60 tuổi, năm trung bình, làm ăn tình cảm và gia đạo chỉ ở mức độ trung bình mà thôi. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi tử vi chọn đời tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nữ mạng với những gì mà Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ trên đây. Quý vị gia chủ Giáp Thân sinh năm 2004 nữ mạng hãy cùng chiêm nghiệm về cuộc đời mình. Và nếu như thấy bổ ích, hãy theo dõi chúng tôi để có thể nhận thêm những kiến thức tử vi phong thủy mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.